Xin chào tất cả anh em. Cái xe này thì mình vừa mới canh chỉnh đầu lòng, thay sinh cam, canh sinh làm tiền và thay luôn cái tăng cam đét leo. Thì có thay luôn bộ bạc, nói chung là rút những cái đầu lòng này ra ngoài này, mình là thay bạc này, thay bạc cho kín lại cái sấy số bắp, là kín lại dàn hơi này, thay bộ bạc để không bị ra khói nữa. Và cộng đó mình sẽ thay luôn cọng sinh cam khác và thay những cái ron này, đây ron chân lòng, ron vilat đều thay là hết. Và canxi tiền thay sinh cam đó, tắt không đặt luôn, giá chỉ mất giá là chỉ có 1 triệu mấy thôi đó, thay luôn cái tăng cam đét leo này luôn nha. Thì tiếng máy bây giờ nó cực kỳ êm, nói chung rất là êm luôn, êm như là xe mới với cả hãng luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy lại một lần nữa cho các bạn nghe thử nha. Khó lên nè. Xe mình làm máy á, phải nói là bấm đờm một cái là máy nổ liền nha, chứ không phải là cầm ghe này kia. Đây, mình kéo ghe thử cho anh em nghe. Đó, cực kỳ êm luôn, tiếng máy nó rất là êm. Đó thì nói chung là Winner á, thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ mình chỉ cần bắt đúng cái bệnh đó, mình thay thế những cái mà theo thời gian. Thì Winner nó có những cái lỗi kêu thì mình bắt đúng cái bệnh đó thì ok, anh em làm cực kỳ ngon, cực kỳ em luôn, không có vấn đề gì khó cả. Thì những anh em nào mà có cái bệnh thâm niên mà kêu xào máy này kia, hoặc là những cái tiếng kêu lạ trên động cơ thì mình không biết xác định từ đâu thì ok, cứ ghé tìm mình sẽ fix lại cho tất cả anh em là tiếng máy êm nhất có thể luôn. Thì thay thế những cái thứ mà cần thiết chứ không phải là cái gì cũng thay hết nha. Canh lại xem tiền trên cam này kia thì ok, trùng nếu ví dụ như sinh cam nó bị trùng thì mình sẽ thay lại, còn cái đồng tiền thì chắc chắn phải canh lại, thời gian đi nó sẽ lúng thì bây giờ mình chắc chắn phải canh lại xem tiền cho nó ok nhất. Rồi tăng cam đét leo thì thời gian cái tăng cam hãng nó không có chịu đựng được thì nó kêu, thì mình thay lại tăng cam đét leo thôi. Rồi ok, thì nói chung thì cực kỳ êm luôn đó. Thì anh em cũng đã nghe qua đúng không? Thì bây giờ sẽ tiếp tục nổ máy rô đai tiếp. Rồi thì mình vẫn tiếp tục sẽ rô đai cái máy này, rồi canh chỉnh này kia, kiểm tra thử có cái lỗi gì nữa hay không, rồi mình sẽ giao xe đó. Thì hỏng xăng hỏng ga mình đã bổ sung rồi, cái máy lọc lõi, xóa lõi và làm tất tật đó. Thì thay luôn cái nước mát mới luôn nha. Thì nói chung là xe đã hoạt động hoàn hảo, cực kỳ êm luôn, êm như là xe mới với cái hãng ra luôn đó. Rồi thì anh em nào có nhu cầu mà làm xe hoặc là Winner đang bị lỗi gì đó, hoặc là làm ở nơi khác mà không hài lòng thì cứ ghé tiệm mình 114 đường 1 phường Đường Thọ trước ở mình kiểm tra và fix lại cho anh em. Tiệm mình thì làm từ 8 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Thì có những cái lỗi không phải là cái gì cũng thay, những cái mình có thể tái sử dụng được thì mình sẽ sử dụng lại, còn những chỗ khác thì mình không biết họ làm như thế nào, họ thay hết hay kia nữa. Nhưng mà tiệm mình có những cái nào sử dụng được thì mình sẽ sử dụng lại cho anh em, còn những cái nào buộc thay thế thì mình phải thay thế đó. Thì rồi ok, thì như vậy thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Bye bye anh em.